Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp thêm cái bộ đèn đèn RGB vào cây máy tính. Ở đây mình sử dụng cây B250M của Bazooka và hướng dẫn các bạn cách cài đặt các cái phần mềm và sử dụng điều khiển trên PC và trên điện thoại. Thì các bạn có thể sử dụng Android hoặc là iOS. Rồi, đầu tiên các bạn tắt máy tính này. Ở đây mình đã tắt rồi. Và tháo vỏ ra. Đây là main của MSI, main B250 mà Bazooka. Đây thì các bạn để ý này, ở trên main có một cái chân jack cắm led này. Các bạn nhìn rõ không? Rồi. À, tiến hành cắm led vào. Đây, cái mũi tên mình sẽ ở đầu này. Chỗ chân đầu tiên nó có cái khoanh trắng trắng đấy. Rồi cắm vào. Với cái led này thì các bạn có thể dán viền xung quanh này. Ở đây mình hướng dẫn các bạn test nên là chưa lắp vội. Rồi bật máy tính lên. Ok thì ở trên máy tính này các bạn phải cài cái driver và phần mềm điều khiển led. Ở đây mình có đây, các bạn sẽ cài cái phần mềm gaming app và driver là mi driver. Đấy, các bạn lên trang chủ của máy đi, download lên là có. Ở đây mình đã cài sẵn rồi. Đây. MSI Gaming App. Đây thì phần mềm này nó sẽ gọi là theo dõi cái máy tính mình. Đây, CPU này. Đây, điều khiển này. Mình có thể chọn chế độ gaming này, OC và chế độ sleep. Đây. Để điều khiển led các bạn sẽ nhấn vào đây. Đấy. Các cái cho phép bật chế độ hay là không. Đây là có này. Đây là các cái hiệu ứng này. Các bạn chỉ cần nhấn apply là nó sẽ tự động. Đấy. Có thể cho hiển thị màu không. Đấy. Ví dụ màu đỏ này. Đấy. Flat này. Đây. Rất là đơn giản. Rồi, thì trên đây là cái phần điều khiển trên PC. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là điều khiển trên hệ điều hành iOS. Thì các bạn vào App Store và tải cho mình cái phần mềm đây, MSI Gaming. Đó, vào đây. Quay lại laptop máy tính này, các bạn sẽ vào cái biểu tượng cái quả địa cầu này. Đấy, và cài đặt tên này, cài đặt password này và ấn apply. Rồi, ở đây mình đã cài đặt rồi, các bạn vào đó thì máy tính nó
thoát ra cái trọng xa này, địa chỉ IP này. Các bạn nhấn vào và nhập password. Password rồi các bạn vừa đặt. Bạn nhấn connect. Đây, sau khi nhập password xong, bạn nhấn connect. Thì đây, cái giao diện nó cũng gần tương tự như ở trên PC. Đó. Thì đấy cũng chọn các cái chế độ rồi. Mình tức là mình điều khiển máy tính qua điện thoại luôn. Đấy. Thì đọc cái tần số hoạt động này. Đây, để điều khiển LED này, các bạn nhấn vào cái mũi tên đây. Đấy, nó sẽ lên này, và LED. Đây, các bạn sẽ điều khiển này. Nháy này. Nháy đút này. Nháy flash này. Còn chọn chế độ này. Đó. Đây còn cái này là sẽ cái chế độ này là khi mà bạn mở nhạc ấy, nó sẽ nháy theo nhạc. Để đây. Cho vào thử một cái bản nhạc. Đây, các bạn có thể thấy nó đang nháy theo cái nhạc mà mình mở. Các bạn có thể chọn cái chế độ khác. Ở đây trong phần mềm có này, các bạn sẽ em còn như dịch. Anh đã nói mình chia tay. Nháy theo khi tức là hiển thị cái nhiệt độ. Nhiệt độ của máy tính. Anh tìm kiếm mọi lý do để rời xa. Ok. Thì trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn lắp thêm bộ đèn RGB vào cái cây máy tính, cụ thể là cây D2510M của Bazooka. Thì, nếu mà các bạn nào muốn biết chi tiết về cách các cái phần mềm và các cái thông báo khác thì có thể liên hệ với mình. Rồi. Thì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.